Rồi, thì các em nhớ này ha, cái dao động tắt dần á là năm nay chúng ta giảm tải không học, thành thử ra thầy chỉ nói sơ thôi. Thì em nhớ trong cái phần vừa rồi mình học là dao động điều hòa, thì điều kiện đầu tiên là phải bỏ qua ma sát, nhưng trên thực tế ma sát có bao giờ được bỏ đâu, nó phải có ma sát ha, lúc nào nó cũng có ma sát. Thì em thử tưởng tượng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta xét một cô lắc đơn như thế này ha, thì khi mấy em nắm cô lắc đơn, mấy em kéo lên đây một góc rồi mấy em buông tay thì chắc chắn cô lắc đơn này sẽ dao động. Vậy thì trong bình thường, ngoài không khí, ngoài đời thực, thì khi cô lắc này dao động, nó có dao động mãi mãi hay không mấy em, hay là nó chỉ dao động rồi một thời gian sau nó sẽ dừng lại? Thì mấy đứa trả lời thử thì nghe ca nha. Rồi xin mời Diễn Diễn Hoành đi. Alo Diễn Hoành ơi. Dạ nghe thầy ơi. Rồi vậy thế con nè, khi thầy nắm con lắc thầy kéo lên một đoạn như thế này rồi thầy buông tay ha, thì Dạ. con lắc nó sẽ dao động. Thì nó dao động như vậy là nó dao động hoài luôn hay là một thời gian sau nó sẽ dừng lại? Trong điều Dạ kiện một thời gian sau. thời gian sau nó làm sao, À ngừng. nó dừng lại đúng không? Thì cái dao Dạ. động đó người ta gọi là dao động tắt dần. Vậy đố con tại sao nó bị dừng lại? À Tại sao nó bị dừng mà nó không có dao động mãi mãi được hả? Tại sao vậy con? Giống như mình chơi xích đu cũng vậy đó. Mình ngồi mình chơi xích đu cái mình dùng chân mình đẩy đẩy một cái thì cái xích đu nó đưa qua đưa lại gì một thời gian sau nó cũng dừng lại. Nó đâu có đưa hoài đâu. Mình muốn đưa nữa thì mình phải dùng chân mình đạp một lực ha. Vậy thì là theo con tại sao nó phải dừng vậy? Do cái gì? do lực Lực gì con? lực tác động. Do lực tác động. No, chưa chính xác. Một cái lực mà trong cuộc sống mình không bao giờ thiếu được nó hết. Con đi bộ được trên đường cũng nhờ cái lực đó. Xe chạy được trên đường cũng nhờ cái lực đó. Không có lực đó sẽ bị trơn trượt. Đó chính là lực gì con trai? Mà xét Chính xác, lực ma sát ha. Thì khi con lắc này dao động nó sẽ ma sát với không khí thì nó làm cho cái năng lượng con lắc càng ngày càng giảm và bị tắt dần. Xích đu cũng như vậy, do đó dao động tắt dần nhớ giùm thầy ha là có biên độ giảm dần theo thời gian hoặc là năng lượng giảm dần theo thời gian, và nguyên nhân chính là do lực ma sát. Thì năm nay phần này giảm tải mình chỉ hiểu sơ thôi. Dao động duy trì thì mấy em hiểu rồi, để duy trì được cái dao động đó thì mấy em phải cung cấp năng lượng vô. Ví dụ mấy em chơi xích đu, mấy em muốn duy trì cái dao động của xích đu thì mấy em phải dùng chân mấy em tác động một cái lực để mấy em bù lại cái phần năng lượng bị mất đó, thì dao động đó người ta gọi là dao động duy trì. Và mấy em nhớ cả hai dao động này đều có lực ma sát nha, đều có lực ma sát trong thực tế. Rồi ok, một cái dao động thứ ba và cái này chúng ta học đó là dao động cưỡng bức. Thì để mấy em hiểu nôm na cái này thì nói đơn giản thôi, cưỡng bức là sao, là phải dùng lực. Tức là cái dao động này nè, bây giờ chịu tác động của một lực, và lực này phải là một lực cưỡng bức tuần hoàn theo thời gian, và có công thức là F bằng F0 nhân cos omega t cộng phi. Thì cái F0 này nè thì thầy gọi là biên độ của lực cưỡng bức. Mấy em đã chép bài rồi thì note lại giùm thầy nha. F0 được gọi là biên độ của lực cưỡng bức. Bổ sung vô. Vậy thì mấy em nhìn thấy ha, phương trình này là phương trình của lực cưỡng bức và nó tuân theo hàm cos. Mà đã là hàm cos thì chắc chắn nó cũng là dao động gì mấy đứa? Nó cũng điều hòa hay là nó không biến thiên theo thời gian? Đâu thầy xin hỏi thử nha, Mạnh Hoàng. Dạ hay dạ hay Rồi vậy cái lực cưỡng bức này nó có biến thiên điều hòa theo thời gian không con? Hay nó không đổi theo thời gian? là nó biến thiên này. Đúng rồi, cứ có hàm cos là biến thiên theo thời gian. Mà nó biến thiên điều hòa theo thời gian thì nó sẽ có chu kỳ của nó, tần số của nó và tần số gốc của nó, tức là bộ ba Watt đờ phất. Và bộ ba Watt đờ phất này của lực cưỡng bức nên thầy ghi ghi thêm cái chữ CP ở dưới chân ha. Đó, hay còn gọi là ví dụ FCB nghĩa là tần số của lực cưỡng bức, TCB là chu kỳ của lực cưỡng bức. Rồi, vậy bây giờ thầy hỏi mấy đứa nè. Thí dụ thầy xét một con lắc đơn. Thôi giờ thầy xét con lắc lò xo đi. Đây, thầy xét một con lắc lò xo. Nằm ngang. Ha. Rồi. Giả sử thầy có độ cứng K.
khối lượng m. Rồi đâu một bạn cho thầy biết, bây giờ thầy muốn tính tần số của con lắc lò xo này, thầy tính làm sao? Xin mời. Hôm bữa có anh nào đặc biệt trong đây không ta? Rồi xin mời Huệ Phương đi. Phương ơi. Alo Huệ Phương. Alo Huệ Phương ơi. Rồi con bé nó ngủ. Dạ thầy, dạ thầy. Dạ. Rồi. Rồi con cho thầy biết bây giờ thầy có độ cứng K của lò xo, thầy có khối lượng M, vậy thì có tính được tần số của con lắc lò xo này hay không? Là tính F ha thầy. Yeah, tính được không con cái? Dạ được thầy. Tính bằng công thức nào? Dạ thầy là 1 phần 2 pi nhân cho căn K chia M. Xuất sắc, rất tốt. Rồi cảm ơn con gái. Thì cái tần số này nè là tần số tính dựa trên cái cấu tạo của con lắc, nên thầy gọi nó là tần số riêng của con lắc và ký hiệu là F0 ha. Thầy nói lại, cái này gọi là tần số riêng của con lắc nên thầy ký hiệu là F0. Thì thầy giả sử thì tính ra được là 2Hz. Rồi vậy bây giờ thầy bắt đầu cưỡng bức con lắc, tức là thầy tác động vào nó một cái lực, và cái lực này cũng biến thiên tuần hoàn theo hàm cos như thế này. Và giả sử bây giờ cái lực này có cái tần số cưỡng bức của nó là 5 Hz, ví dụ như vậy. Vậy thì khi thầy cưỡng bức cái lực này vào con lắc lò xo, vậy thì đố mấy đứa, con lắc này sẽ dao động với tần số của riêng nó là 2 Hz hay là dao động với tần số của lực cưỡng bức là 5 Hz? Thầy nói lại nha, cái tần số riêng của con lắc là thầy tính từ công thức F0 bằng 1 phần 2 pi căn K chi M, thì ra được là 2 Hz. Thì cái tần số này thầy gọi là tần số riêng của con lắc lò xo. Nhưng bây giờ con lắc này bị cưỡng bức, tức là con lắc này đã dao động cưỡng bức rồi, và cái lực cưỡng bức nó có tần số là 5 Hz. Vậy vấn đề đặt ra cho mấy đứa, nó sẽ dao động với tần số của lực cưỡng bức hay là dao động với tần số riêng của con lắc? Rồi Huệ Phương trả lời thử thầy nghe coi con. Theo con nó sẽ dao động theo tần số của ai? Dạ tần 5 Hz hay 2 Hz? Là sao thầy con không nghe? Hả? Chắc 2 Hz. Thầy nói lại nha, 2 Hz là tần số riêng của con lắc. Con hình dung đây chưa? Hình như mẹ nhà bạn chập chờn sao? Rồi. Rồi con nhìn tiếp nè, bây giờ thầy cưỡng bức nó bằng cái lực này, tức là cái lực này sẽ tác động vào con lắc, nó cưỡng bức con lắc, và cái lực này có tần số là 5 Hz. Và lúc này con lắc đã dao động, gọi là dao động cưỡng bức rồi, tức là nó bị lực cưỡng bức mà. Vậy thầy hỏi con, nó sẽ dao động với tần số là 5 Hz của tần số lực cưỡng bức hay là nó dao động với tần số 2 Hz của riêng nó? Con lưu ý, con lắc bây giờ đã bị cưỡng bức rồi. Dạ thầy là 5 Hz. 5 Hz đúng không? Vậy tại sao nãy con nghĩ là 2 Hz? Tại vì bên con nó lắc, con không có nghe thầy nói gì hết trơn á. À đù, vậy hả? Rồi ok. Rồi ok. Vậy thì mấy đứa thấy ha, bạn Phương nhà ta nói nó sẽ dao động với tần số của lực cưỡng bức là 5 Hz là hoàn toàn chính xác. Và mấy em nhớ giùm thầy, khi mà bị cưỡng bức á thì tất nhiên nó sẽ dao động với tần số của lực cưỡng bức, chứ làm sao mà nó có quyền dao động với tần số của riêng nó nữa. Giống như mấy em cũng vậy thôi, khi mà mấy em bị một cái thế lực nào đó cưỡng bức mình thì tất nhiên mấy em phải làm theo cái quyền sai khiến của nó. Giống như là nô lệ với địa chủ vậy đó, nô lệ bị địa chủ cưỡng bức thì tức là nô lệ phải làm theo chỉ đạo của địa chủ ha. À, đó là giống như giai cấp, mối quan hệ giữa giai cấp vậy đó. Thì ở đây cũng vậy, con lắc này đang yên đang lành thì nó sẽ dao động với tần số là 2 Hz, nhưng nó bị lực cưỡng bức, cái lực này có tần số 5 Hz thì nó sẽ dao động với tần số là 5 Hz. Do đó mấy em nhớ cho thầy một câu chân lý luôn luôn đúng, đó là tần số của dao động cưỡng bức, tần số của dao động cưỡng bức luôn luôn bằng với tần số của lực cưỡng bức. Đó là câu chân lý luôn luôn đúng. Và nó nằm ngay ở ý gạch đầu dòng thứ hai.
Và mấy em note này giùm thầy, tần số dao động cưỡng bức bằng với tần số của lực cưỡng bức. Thêm chữ gốc vô cũng không sao, tại vì sao? Bộ ba what the fuck giống hệt nhau ha. What the fuck tức là mấy em nói tần số gốc cũng được, mấy em nói chu kỳ cũng được, hoặc là mấy em nói tần số cũng đúng luôn. Vậy nhớ cho thầy cái câu ý thứ hai nha, lấy bút đỏ đóng khung cái câu đó lại liền. Tần số của dao động cưỡng bức bằng với tần số của lực cưỡng bức. Câu đó chân lý nha, chân lý. Để đây là một cái ví dụ điển hình mà mấy em sẽ thấy ha, nó sẽ dao động với tần số bằng với tần số của lực cưỡng bức. Nhớ cho kỹ. Rồi, tiếp theo nữa thì về biên độ dao động cưỡng bức là cái ý thứ ba. Biên độ dao động cưỡng bức nó sẽ không thay đổi, tuy nhiên nó sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố. Mấy em nhớ cho thầy nha, phụ thuộc vào hai yếu tố. Một, đó là tỷ lệ với F0. F0 gọi là gì? Biên độ của lực cưỡng bức. Tức là nó sẽ phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức. Cái lực này càng lớn thì biên độ của dao động cưỡng bức cũng lớn theo. Ví dụ, lực này cưỡng bức nó là lực 5 Newton thì biên độ của nó ví dụ là 2 xăng. Nhưng nếu mấy em cưỡng bức nó với biên độ lực là 10 Newton thì thằng này sẽ dao động với biên độ là 15 cm, tức là biên độ nó tăng theo cái lực cưỡng bức. Lực cưỡng bức càng tăng thì biên độ sẽ càng tăng. Ha. Rồi, cái ý thứ hai là nó phụ thuộc vào tần số của ngoại lực cưỡng bức. Nhớ kỹ, nó phụ thuộc vào tần số của ngoại lực cưỡng bức. Nhớ kỹ nha. Ok. Vậy mấy em note cho thầy hai ý. Vậy nói chung á, trong dao động cưỡng bức tạm thời mấy em thuộc cho thầy nha. Thứ nhất là khái niệm là dao động chịu tác dụng của ngoại lực cưỡng bức, biến thiên tuần hoàn hoặc điều hòa cũng được. F bằng F0 nhân cos omega t cộng phi. Về đặc điểm thuộc cho thầy hai ý với cuối cùng thì thôi. Tần số của dao động cưỡng bức sẽ bằng với tần số của lực cưỡng bức. Biên độ dao động cưỡng bức không đổi và tỷ lệ với F0. F0 là gì? Là biên độ của lực cưỡng bức và tần số của lực cưỡng bức. Thuộc cho thầy hai ý đó. Rồi, tiếp theo hiện tượng cộng hưởng. Đây, hiện tượng cộng hưởng là gì? Thì mấy em quan sát một hiện tượng như sau ha. Thầy cho các em quan sát một hiện tượng. Rồi, nó hơi cái clip nó hơi mờ ha. Rồi, mấy em nhìn nè. Ở đây thầy sẽ có rồi, ở đây mấy đếm giùm thầy, nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thầy có tất cả 7 con lắc đơn. Thấy chưa? Thầy có tất cả 7 con lắc đơn. Đây thầy khoanh lại cho mấy đứa thấy nha. 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Và con lắc đơn này là con lắc đơn thứ 8. Thấy chưa? Và thầy tác động cho con lắc đơn này dao động. Thì mấy đứa thử tưởng tượng như thế này. Khi con lắc đơn này nó dao động, nó sẽ tạo ra một cái xung lực, nó rầm rung mấy con lắc kia. Tức là mấy con lắc này ha, từ 1 tới 7 thì đến số tự nữa ha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nó sẽ bị cưỡng bức bởi con lắc đơn thứ 8 này. Đúng chưa? Nó sẽ bị cưỡng bức bởi con lắc đơn thứ 8 này. Và nó sẽ dao động với tần số đúng bằng tần số của con lắc đơn thứ 8. Điều đó đều hiển nhiên. Giống như mấy em đi xe đi từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Đà Lạt được rồi, năm vừa rồi mấy em đi chơi với trường á. Ha, thì mấy em thấy là lúc mà xe nó dừng đèn xanh đỏ, xe nó hay rung. Cái máy xe nó hay rung á, làm nguyên chiếc xe nó rung theo. Thì khi cái tay của mấy em đặt trên thành xe á, mấy em cũng cảm nhận được là mấy em cái tay của mấy em nó rung theo chiếc xe. Thì lúc đó cái tay của mấy em đã bị cưỡng bức rồi đó. Bị chiếc xe cưỡng bức. Ví dụ chiếc xe nó rung với tần số là 10 Hz thì tay của mấy em cũng rung theo tần số 10 Hz. Được chưa? Và cái thầy cần mấy em nhìn cho thầy là coi coi từ con lắc thứ 1 đến con lắc thứ 7, con lắc nào sẽ dao động với biên độ lớn nhất. Nhớ kỹ nha, dao động với biên độ lớn nhất. Nhìn cho kỹ ha. Rồi, xin mời mấy đứa quan sát.
Mấy đứa lưu ý biên độ nha, biên độ lớn nhất. Con lắc nào sẽ dao động với biên độ lớn nhất? Thì lúc này là cái quá trình cưỡng bức của nó ổn định rồi đó. Rồi, thầy xin mời một bạn nhận xét giùm thầy nha. Rồi, hôm nay là ngày 11, mời số 11 đi. Từ Kiến Khang. Dạ thầy. Rồi, con quan sát nha, bắt đầu bây giờ nó ổn định rồi nè. Thì con lắc nào sẽ dao động với biên độ lớn nhất từ 1 tới 7? Dạ, số 3. Con lắc số 3. Chính xác. Và các bạn còn lại chắc ai cũng thấy con lắc số 3 sẽ bị cưỡng bức và dao động với biên độ lớn nhất đúng không? Và con thử cho thầy thông minh, cho thầy hỏi nha. Con nhận xét con lắc số 3 nó như thế nào với con lắc số 8 về chiều dài? Chiều dài sợi dây của nó. Hiểu ý thầy nói không ơi con trai? Dạ hiểu. Con nhìn cái chiều dài sợi dây nha. Con lắc thứ 3 với lắc thứ 8 này nè, là cái chiều dài sợi dây của nó là tính từ trên cái giá này tính xuống nè. Thì con thấy hai con lắc này nó như thế nào với nhau? Dạ bằng nhau. Bằng nhau, gần bằng nhau đúng không? Hầu như là bằng nhau. Dạ. Đó. Rồi, chính xác. Vậy thì mấy đứa nhận xét nè. Khi con lắc lên số 8 thực hiện dao động. Ôi trời, thì bấm bao ghê. Rồi, khi con lắc đơn số 8 thực hiện dao động thì nó sẽ có tần số của riêng nó. Và tần số con lắc đơn được tính như thế nào vậy Huệ Phương? Phương ơi. Alo. Huệ Phương lần thứ nhất. Huệ Phương lần thứ hai. Dạ thầy. Dạ sao thầy? Rồi, cho thầy hỏi công thức tính tần số của con lắc đơn đi con gái. Dạ. Dạ thưa thầy là F bằng 2 gì ta? Omega chia 2 pi á thầy. 777 con lắc đơn ngon chứ đây đâu đó có lắc so đâu. Omega chia 2 pi là chung, công thức chung. Nhưng mà công thức tính tần số riêng con lắc đơn á, nếu con có chiều dài L và con có gia tốc trọng trường G thì con tính tần số của lắc đơn tính sao? À, dạ thưa thầy là căn hồi giờ thầy. Một F bằng gì? Bằng 1 phần. Dạ. Dạ 1 phần 2 pi nhân cho căn G chia L. Đúng rồi, chính xác. Hơi chậm nha, cái bộ rất là tập không vậy. Rồi. Ok, thì cái tần số của con lắc số 8 này nè là nó tạo ra cưỡng bức, nên cái tần số này hãy coi như là tần số của lực cưỡng bức và nhiệm vụ nó sẽ cưỡng bức mấy thằng này. Rồi, tiếp tục mấy đứa nhìn. Con lắc số 3 thì mình tính tần số riêng của nó, thì tần số riêng của con lắc số 3 nó cũng là công thức F bằng là F0 ha, 1 phần 2 pi căn G chia L. Thì hồi nãy bạn Khang của chúng ta nói một ý rất là chính xác, đó là chiều dài con lắc số 3 nó gần như bằng với con lắc số 8. Thành thử ra cái chiều dài giống nhau thì kéo theo cái tần số riêng của con lắc số 3 nó đúng bằng tần số của lực cưỡng bức. Và chính vì điều này nó làm cho biên độ dao động của con lắc số 3 là lớn nhất. Ha. Chính vì điều này nó làm cho biên độ dao động của con lắc số 3 là lớn nhất. Và mấy em thấy rất rõ điều này. Mấy con lắc kia tại sao nó không lớn? Vì cái tần số riêng của nó khác với tần số của lực cưỡng bức. Vậy thì hiện tượng mà làm cho biên độ dao động với giá trị lớn nhất như thế này, người ta gọi là hiện tượng cộng hưởng cơ. Ha. Vậy thì cộng hưởng cơ, điều kiện đầu tiên đó là gì? Đó là tần số của lực cưỡng bức phải bằng với tần số riêng của con lắc. Nhớ nha, tần số lực cưỡng bức phải bằng với tần số riêng của con lắc. Đó là điều kiện để tạo ra cộng hưởng cơ.
Được chưa? Vậy thì mấy em gạch ý giùm thầy cái ý này. Rồi các em gạch dưới giùm thầy ý này. Hiện tượng cộng hưởng cơ là khi F cưỡng bức bằng F0, thêm này cái chữ F cưỡng bức bằng F0. Rồi lúc đó là hiện tượng có biên độ dao động đạt giá trị cực đại. Vậy thì vấn đề đặt ra cho chúng ta, sau khi học hiểu được hiện tượng cộng hưởng này á, thì mình nhớ một điều là tần số của lực cưỡng bức phải bằng với tần số riêng của hệ, thì khi đó biên độ nó sẽ dao động mạnh nhất. Rồi hãy cho mấy em quan sát một cái đoạn clip ha về hiện tượng cộng hưởng để mấy em coi thử coi và giải thích nó giùm thầy. Đây, một bộ phim thì trích ra từ phim Hồi Đáo Tâm Quốc của TVB ha. Nó có một cái cảnh hành quân. Bước chân được giảm một lượt. Chứ không thì âm thanh cộng hưởng lại sẽ khiến cậu lung lay. Rồi, mấy em quan sát nè. Thầy xin phép tắt mic nha. Tại vì sao? Sợ bị đánh bản quyền, thầy không up YouTube được. Rồi, mấy em quan sát. Khi mà đoàn người bước đều qua cây cầu, ha, bước sập sình đều qua cây cầu, thì nó tạo ra những xung chấn. Thì cái xung chấn này á, nó gọi là lực cưỡng bức. Và cái tần số cứ đạp đều 1, 2, 1, 2, 1, 2 như vậy á, thì nó tạo ra những cái xung chấn đều nhau. Và cái đó người ta gọi là tần số của lực cưỡng bức. Ha, tạo ra những cái xung tần số của lực cưỡng bức. Thì khi có cái tần số như vậy, vô tình nó bằng với tần số riêng của cây cầu, thì sẽ xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ. Và khi có cộng hưởng cơ thì cây cầu nó sẽ bị gì? Biên độ dao động của cây cầu sẽ cực đại và làm cho cầu bị gãy và nứt. Đúng chưa? Rồi, cảnh giết chóc ghê quá. Để qua khúc này. Rồi, mấy em coi lại ha. Thì lúc mà cái người mà nó bước qua cầu, nó bước đều như vậy đó, thì nó sẽ làm cho cầu bị cộng hưởng và gãy cầu. Thầy nói lại nha, thầy không mở tiếng được tại vì sợ bị đánh bản quyền, không up YouTube được nha. Rồi, mấy em quan sát nè. Đó, chân bước đều ha, chân bước đều tạo ra cái lực cưỡng bức, cái xung. Và cái tần số bước đều của chân nó bằng với tần số riêng của cây cầu, nên nó làm cho các phần tử cấu tạo nên cầu dao động với biên độ mạnh nhất và làm cho cái liên kết giữa chúng bị gãy và làm cho cầu bị gãy và nứt. Ha. Đó, thì đây chính là một trong những hiện tượng cộng hưởng cơ mang lại trong cuộc sống của chúng ta. Đó, thì thầy muốn hướng dẫn cho mấy em để mấy em hình dung thôi. Rồi. Rồi, vậy thì qua cái một ví dụ đó thì mấy em thấy một điều là gì? Cộng hưởng cơ trước mắt là mình thấy có hại. Nó làm phá vỡ cấu trúc của vật chất. Hay là mấy em coi phim hình sự, phim Mỹ đồ cái đó, có những cái kiến cường lực. Mấy em dùng búa đập không bao giờ bể. Nhưng chỉ cần mấy em phát ra một âm thanh, thì âm thanh giống như giọng nói của thầy nè, là âm thanh chúng ta nói chuyện đều có tần số hết. Và cái tần số này nếu nó đúng bằng với tần số riêng của cái kiến thì nó sẽ làm bể kiến. Thành ra mấy em coi phim hình sự đó, mấy kiến cường lực đập không bể nha, nhưng mà chỉ cần phát ra một cái âm thanh thôi là toàn bộ kiến nó bể hết trơn. Thì lúc đó hiện tượng cộng hưởng cơ xảy ra, nó tạo ra một cái xung của lực cưỡng bức, nó cưỡng bức cái lớp kiến đó, thì làm cho các phần tử bên trong cái kiến á, nó sẽ dao động với biên độ mạnh nhất, bẻ gãy liên kết, làm kiến bị vỡ tung ra. Hoặc là giọng hát opera làm vỡ ly, cái này chắc mấy em cũng có nghe nói rồi, mấy em có thể lên YouTube mấy em search rất nhiều. Đó. Rồi ngoài ra một số cái khác, ví dụ như động đất. Nhà mà động đất á, mấy em biết rồi, động đất á, thì thường không phải nhà nào cũng sập nha. Nhà nào xây không kiên cố là nó sẽ sập. Nhưng mà cũng có những nhà không sập. Thế thì lý do tại sao thì đơn giản như thế này. Mỗi căn nhà nó đều có một cái tần số riêng của căn nhà đó hết. Thì khi đất mà nó rung, nó tạo ra xung chấn, thì nó cũng có tần số cưỡng bức của riêng nó. Thì tần số đó nếu bằng với tần số riêng của căn nhà mấy em, thì nhà mấy em sẽ xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ và làm sập nhà. Đó. Và biết hiểu được nguyên lý đó thì các nhà phát minh người Nhật đã tạo ra nhà chống động đất. Thì ở đây thầy sẽ cũng cho mấy em coi một cái clip ha, về cái mô hình chống động đất ở nước ngoài cũng khá là hay ha. Rồi, thì cái nhà chống động đất này thì mấy em thấy là khi mà cái đất á, nó rung, thấy chưa, thì nó sẽ tạo ra cái xung
Và cái tần số rung của đất mình gọi là tần số của lực cưỡng bức. Và cái căn nhà là chính là những cái hòm gỗ này nè. Đó, nó sẽ có cái tần số riêng của nó. Mà nếu mà hai cái tần số này nó bằng nhau á, thì nó sẽ tạo ra một cái cộng hưởng cơ và làm cho căn nhà này dao động với biên độ mạnh nhất. Và lúc đó nhà sẽ bị gãy và sập. Thì hiểu được điều này á, thì các nhà phát minh người ta sẽ chế ra một cái khung căn nhà sao cho các xung chấn của nó không bằng với tần số rung của căn nhà. Tức là nó không có tạo ra được cái biên độ mạnh nhất ha. Và thường mấy em thấy những căn nhà này nó sẽ thiết kế có dạng giống như cái lò xo á, hình hộp chữ nhật mà có dạng lò xo. Và những cái đế của nó giống như cái lò xo vậy đó. Mấy em thấy nó rung không? Nó sẽ bị phân tán cái lực rung ra, nó không làm cho cái nhà của mình có cộng hưởng và không bao giờ bị sập. Thì những căn nhà như vậy bên Nhật xây rất nhiều ha. Và những tòa nhà cao tầng cũng giống vậy luôn á. Những nhà cao tầng nó cũng xây để nó tránh cái độ rung của mặt đất, để tránh cái hiện tượng cộng hưởng, để phá hủy ngôi nhà ha. Đó, thì đây là một số mô hình về hiện tượng nhà chống rung ở nước ngoài ha. Hình như này là ở Singapore nè, nhà chống động đất ở Singapore, cuộc thi này có luôn nha, cuộc thi quốc tế. Rồi, ok. Vậy thì qua các trường hợp thầy vừa nêu thì mình thấy rằng hiện tượng cộng hưởng cơ có hại ở chỗ là gì? Phá vỡ cấu trúc của vật ha, làm sập nhà, sập cầu. Vậy mấy em note lại giùm thầy. Note lại giùm thầy một ý nữa. Rồi, gạch qua thị đi, ứng dụng cộng hưởng cơ ha, hiện tượng cộng hưởng có hại là làm gì? Là phá vỡ cấu trúc của vật rắn. Rồi, nhưng tuy nhiên bên cạnh đó nó cũng có lợi nha các em. Nó cũng có lợi. Và có lợi là gì vậy thầy? Đó chính là cộng hưởng đàn trong âm nhạc ha. Các hộp cộng hưởng âm nhạc. Ủa thầy, hộp cộng hưởng âm nhạc là gì thầy? Bạn nào mà có tham gia văn nghệ á, chơi đàn guitar hoặc là đàn piano á, thì tất cả những dụng cụ đàn đó đều có một cái hộp gọi là hộp cộng hưởng. Thì cái đàn guitar hộp cộng hưởng của chúng ta chính là cái thùng gỗ đó mấy em. Cái thùng gỗ mà mấy bạn nam hay là mấy bạn nhạc, chơi nhạc hay là ôm đàn á, thì cái thùng gỗ đó nó sẽ âm thanh mà khi mà vô đó nó sẽ được khuếch đại lên. Nó làm cộng hưởng, nó khuếch đại âm thanh lên, làm cho âm thanh đó mình nghe rõ và to hơn. Ha. Thì đó là những guitar mà thùng gỗ cổ điển. Còn guitar điện không có nha. Guitar điện là nó không có hộp cộng hưởng. Nó sẽ chuyển dao động nó thành dao động điện. Nó khác với guitar mà có cái hộp truyền thống. Piano cũng vậy ha. Thì đó là một số bài tập, một số lý thuyết về cưỡng bức. Thì hôm nay thầy quyết tâm thầy dạy lý thuyết cho xong. Xong rồi tuần sau chúng ta mới làm bài tập và ôn thi giữa học kỳ 1 ha. Rồi mấy em coi như đã chép bài này xong rồi đúng không? Bây giờ mấy em gạch ngang qua ghi giùm thầy bài số 5. Bài số 5, bài tập thì tạm thời nợ nha. Ghi giùm thầy bài số 5, tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số. Rồi, ghi giùm thầy cái này đi. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số. Bài số 5. Ghi bài giùm thầy nha. Rồi mấy em lưu ý nha, theo quy định mới của Sở Giáo dục á, thì bây giờ một tuần chúng ta học không quá 50% số tiết. Tức là thay vì bình thường á, là mấy em một tuần 3 tiết lý thì thời gian tổng cộng của mấy em là 135 phút. Đúng không? Là 3 tiết. Bây giờ người Sở Giáo dục quy định là không quá 50% số tiết. Tức là thầy chỉ được dạy tối đa 1 tiếng thôi. Trở lại, không dạy được 1 tiếng rưỡi như trước nữa. Rồi thì thông tin với mấy em như vậy ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ học từ 1 giờ rưỡi. Thì cho du di là tới 1 giờ, tới 2 giờ rưỡi. Nhưng mà thầy có thể thì lấn qua chút xíu, 35 hoặc 40. Cũng mong em thông cảm ha. Thầy chạy cho xong bài thì mới nghỉ. Chứ không dạy 1 tiếng rưỡi như trước được nữa. Nếu dạy giống như trước thì mất công Sở Giáo dục người ta sẽ không chịu ha. Thì mấy em lưu ý giúp giùm thầy. Do đó vô đúng giờ và viết bài đầy đủ giúp giùm thầy. Rồi, cái tên đó là tất cả. Tổng hợp hai dao động điều hòa. Tức là một vật nó sẽ chịu tác động cùng một lúc hai dao động điều hòa.
và nó sẽ trở thành một cái dao động mới ha. Và bây giờ ghi giùm thầy lý thuyết nha. A khỏi cần ghi A, tính tắt lý thuyết này ghi một La Mã hay là qua thị cũng được. Rồi mấy em đừng ghi tổng hợp hai dao động gì giống này, mấy em ghi giùm thầy đi xét một vật nha, xét một vật. Xét một vật chịu tác, chịu đồng thời hai tác nhân dao động điều hòa. Xét một vật chịu đồng thời hai tác nhân dao động điều hòa, hai chấm x1 và x2. Rồi. x1 bằng a1 nhân cos omega 1 t cộng phi, x2 bằng a2 nhân cos omega t cộng phi 2. Thì mấy em lưu ý nè, ở đây là dao động điều hòa cùng phương cùng tần số, tức là nó cùng bộ bao quách đờ phất ha, cùng tần số tức là cùng f, mà cùng f thì sẽ cùng luôn omega, cùng luôn t. Thành thứ ra trong phương trình này nè, omega chúng ta sẽ không ký hiệu là omega 1, omega 2, mà chúng ta chỉ ghi một chữ là omega. Nhớ nha, hai dao động cùng phương cùng tần số, hai tác nhân dao động điều hòa. Rồi viết phương trình ra. Rồi phải cái tổng hợp hai dao động đó được một dao động x bằng a cos omega t cộng phi. Rồi bây giờ nó nảy sinh một vấn đề như sau. Ngày xưa khi mà một vật chịu tác động hai cái dao động điều hòa này, thì bây giờ tôi muốn đi tìm phương trình x của nó thì dễ ồm thôi. X sẽ bằng x1 cộng x2 là cộng lại. Thì khi mấy em thế vô, mấy em sẽ thấy một cái vấn đề nan giải trong bài toán. X1 thế nguyên si phương trình này vô, A1 nhân cos, này khoan viết nha mấy em, omega t cộng phi 1. Rồi x2 thì mấy em thay thế là A2 nhân cos omega t cộng phi 2. Rồi vậy mấy đứa nhìn nè, mấy đứa học bên toán mấy đứa biết rồi. Đâu cho thầy hỏi thử coi nha. À, hôm nay thứ hai, mời số 2 đi, Nguyễn Gia Bảo. Alo Bảo ơi. À, thằng quỷ này nó không có mít. Yêu quái thiệt. Vậy số 2 không được gì, mời số 1 đi. Đỗ Thùy Anh. Alo. Dạ thầy. Rồi chào con cho thầy biết nha. Hai cái hàm này cộng lại thì mình tính toán cái con gái. Thí dụ mình coi như A1 bằng A2. Thì giả sử nha, A1 bằng A2 thì con có thể đặt A làm nhân tử chung. Con hiểu cái gì nói không? Dạ. Rồi vậy cái hàm cos cộng cos thì bên toán con có công thức gì nhớ không con gái? Ủa gì chắc nghiệm là tụi lộn vậy? Ôi ai nói chuyện dữ vậy? Dạ em con. Ok, cos cộng cos thì là gì con? Bên toán có dạy đó, cos cộng cos bằng không nhớ hả con gái? Nhớ không con? Dạ là 2 cos A B chia 2. A nhân B hay A cộng B chia 2? Dạ A cộng. Đúng rồi, 2 cos A cộng B chia 2 rồi nhân gì nữa? Dạ nhân cho cos của A trừ B chia 2. Đúng rồi, chính xác. Cos cộng cos bằng 2 cos cos ha, chính xác. Thì mấy đứa nhìn nè, khi mà cos cộng cos bằng 2 cos cos thì mình lòi ra một cái cục rất là ghê gớm ha. A cộng B chia 2, rồi bên đây là A trừ B chia 2. Nó làm cho bài toán trở nên phức tạp hơn và không thể nào ra được một cái phương trình dao động đơn giản như thế này được nữa. Tại vì nó dính hai hàm cos rồi. Cos cộng cos là 2 cos cos. Thấy chưa? Thì lúc này nó phát sinh một cái chuyện, đó là không sử dụng phương pháp giải tích để xử lý bài toán này được nữa. Fail.
không sử dụng phương pháp giải tích được nữa. Thì may quá có một nhà khoa học tên là Fresnel. À, Fresnel chứ mới đúng. Fresnel, ông mới lập luận như thế này. Bây giờ chúng ta coi cái tác nhân thứ nhất không còn là một phương trình hàm cos nữa, mà ông biểu diễn nó dưới dạng một vector. Một vector nha. Cái hay của ông Fresnel ở chỗ này, ông biểu diễn x1 này là một vector như sau, là ông dựng trục OX, OY như hình bên trái. Rồi mấy em thấy hai trục OX, OY chưa? Sau đó ông dựng ra một cái vector, giả sử nha, phi 1 là 30 độ, thì ông vẽ ra từ OX đi lên đây 30 độ. Và cái độ dài từ O tới M1 này nè, đó, chính là độ dài của A1. Được chưa? Thì cái vector này gọi là vector quay. Vậy hãy nói lại nha, thay vì biểu diễn bằng hàm cos như thế này, thì Fresnel mới nói rằng chúng ta sẽ chuyển nó về dưới dạng vector và biểu diễn như sau: góc phi 1 chính là góc hợp bởi trục OX và cái vector A1. Và vector A1 này, cái độ dài của nó đúng bằng A1 luôn. Nhớ kỹ nha. Tiếp theo, phương trình này ông cũng biểu diễn nó dưới dạng vector, thì cũng y chang như hồi nãy. Cái góc phi 2 là góc hợp bởi vector A2 và trục OX. Đây là A2 nè. Đó. Và trục OX. Thấy chưa? Rồi. Rồi, vậy bây giờ thì hỏi tiếp nè. Thùy Anh. Alo, Thùy Anh ơi. Dạ, thầy. Rồi, vậy bây giờ hai cái vector này nó như thế này. Vậy con tìm vector tổng hợp, con dùng quy tắc gì nhớ không con gái? Dạ là tổng hả thầy? Quy tắc mà tổng hợp hai vector á. Nhớ không? Có hai vector mà chỉa ra hai hướng giống vậy nè. Con muốn tìm vector tổng á, con làm quy tắc gì? Quy tắc hình hình bình bình hành. Ở quy tắc hình bình hành, và mình sẽ sử dụng quy tắc hình bình hành, mình sẽ vẽ được vector tổng hợp. Đây, vậy quy tắc hình bình hành vẽ sao nè? Đầu tiên đặt cái thước ngay A1, cái mình kéo rê lên đây, mình vẽ nét đứt. Đặt cái thước ngay A2, mình kéo rê lên đây, mình vẽ nét đứt. Thì chúng nó cắt nhau tại đâu? Thì mình vẽ, mình sẽ nối từ O, mình nối lên. Đó, chính là cái đoạn này. Xin lỗi mấy đứa nha, thầy vẽ nó hơi méo nha. Rồi, ok. Thì đây chính là vector tổng hợp của tất cả. Được chưa? Rồi, vậy thầy hỏi Thùy Anh thông minh nè. Cái vector tổng hợp này chính là biên độ A tổng hợp. Vậy thầy đố con, biên độ A tổng hợp này tính bằng cách nào? Con còn nhớ cách tính không? Nó y chang như hồi đó con học lớp 11 vậy đó. F1, F2, đi tìm F tổng hợp. Mà nó hợp với nhau một góc alpha. Thì con tìm sao, nhớ không con gái? Dạ thầy, là M bằng M1 cộng M2. Cộng hả? No, 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 no. Nó hợp với nhau một góc bất kỳ mà. Góc này nè. Rồi vậy thôi, bây giờ thầy hỏi con thông minh nè. Cái góc màu xanh này đố con tìm sao? Biết rằng trong tay con có phi 2. Ok. Trong tay con cũng có phi 1. Ok. Vậy giờ đố con muốn tìm cái góc đó làm sao? Biết không Thùy Anh? Dạ không thầy. Con nhìn hình á, con nhìn cho hình nè. À, nhìn cho hình cho kỹ nha. Con thấy phi 2 chưa? Dạ rồi. Con thấy phi 1 chưa? Dạ. Rồi, vậy bây giờ thầy muốn con đi tìm cái góc màu xanh, là cái góc hợp bởi A2 và A1 á, chính là góc này nè. Vậy giờ đố con tìm làm sao? Một lần nữa nói lại nha. Con thấy phi 2 chưa? Dạ rồi. Con thấy phi 1 chưa? Dạ. Thấy phi 1 thiệt không? Thấy thiệt không? Dạ, thấy. Rồi, vậy bây giờ thầy muốn đi tìm góc này nè. Thì làm sao? Ồ, con trừ hả thầy? Lấy ai trừ ai?
Dạ lấy phi 2 trừ phi 1. Ở đây ai lớn hơn con? Phi 2 với phi 1 ai lớn hơn? Dạ là phi 2. Vậy rồi. Bà nhìn sao bà ra phi 2 vậy bà? Phi 2 là nằm ở đâu nè con gái, con thấy không? Này chính là phi mấy? À dạ phi 2. Rồi còn góc này là phi mấy? Vậy là 1. À, vậy bây giờ muốn tìm cái góc lệch giữa A1, A2 ấy, thì thầy làm sao? Giờ là lấy phi 1 trừ phi 2. Ờ đúng rồi, thì trong trường hợp này delta phi của chúng ta gọi là độ lệch pha nha, độ lệch pha. Độ lệch pha giữa hai dao động ha sẽ bằng phi 1 trừ phi 2. Nhưng mà theo công thức tổng quát á thì thầy khuyên mấy đứa nên dùng phi 2 trừ phi 1 luôn. Ha, cứ dùng phi 2 trừ phi 1. Nếu nó ra âm, trong trường hợp này chắc chắn nó sẽ ra âm. Thì nó ra âm có nghĩa là gì? Là cái dao động thứ hai nó sẽ trễ pha hơn dao động thứ nhất. Còn nếu nó ra dương thì dao động thứ hai sẽ sớm pha dao động thứ nhất. Ha. Rồi, ở đây lưu ý cái đó là độ lệch pha nha. Khoan để viết dưới này đi cho nó dễ. Rồi bây giờ mấy em vẽ cái hình này vô cho thầy nha. Vẽ cái hình ở trên cho thầy. Rồi, bây giờ thầy hỏi mấy đứa nè, tại sao phải yêu cầu là cùng tần số? Thì thầy cũng nói luôn cho mấy đứa dễ hình dung. Vì sao người ta yêu cầu cùng tần số? Lý do như sau. Nếu nó cùng tần số thì mấy đứa mới có tổng hợp vector. Tại vì khi nó cùng tần số thì cái góc quay của nó giống nhau. Ví dụ thầy quay nè. Để thầy bôi hết cái đồ đà đồ của thầy nha. Rồi, để thầy bôi hết. Bôi hết cái đồ của thầy. Nè, thì mấy đứa nhìn là tại sao nó phải cùng tần số? Vì chỉ có khi cùng tần số thì lúc đó cả hai vector nó cùng quay. Thì nó sẽ giữ nguyên cái hình này luôn. Đó, nè thấy không? Khi nó quay là cái hình nó vẫn giữ nguyên. Là cái hình bình hành này nó giữ mãi luôn. Tại vì sao nó quay cùng với nhau? Rõ ràng nó cùng tần số, tức là cái góc quay của nó và cái chu kỳ của nó giống hệt nhau. Thì lúc đó mình mới sử dụng phương pháp tổng hợp vector được. Còn nếu mà nó khác tần số thì thầy nói thiệt không bao giờ giải quyết được bài toán đó. Vì khác tần số là mỗi thằng quay một góc khác nhau. Thì cái hình bình hành này nè, cái hình bình hành M1O, M2M này nè, nó không bao giờ giữ nguyên cái hiện trạng đó nữa. Thì tổng hợp dao động bị sai. Do đó mấy em nhớ nha, mình học chương trình phổ thông là mình chỉ học là dao động, tổng hợp dao động điều hòa cùng phương cùng tần số. Bắt buộc phải cùng tần số. Nhớ cho kỹ. Rồi bây giờ mấy em vẽ hình này vô giúp giùm thầy ha. Rồi sau đó ghi cho thầy công thức độ lệch pha. Rồi delta phi như vậy ha. Rồi sau đó chép cho thầy công thức A tổng hợp đầu tiên. Đây, đây chính là công thức mà thầy muốn hồi nãy bạn Thục Anh đọc đó. Là A bình bằng A1 bình cộng A2 bình cộng 2 lần A1 A2 nhân cos phi 2 trừ phi 1. Mà phi 2 trừ phi 1 này nè, thì thầy vừa đặt nó chính là độ lệch pha và ký hiệu nó chính là delta phi. Và công thức này nó nằm trong căn dài đó mấy đứa. Cái căn mà hồi đó mấy đứa tính lực tổng hợp đó. Rồi bây giờ mấy em chép vô giúp giùm thầy ha. Và chép hết cái nội dung dưới này luôn. Đó, rồi chép đi một lát nữa thầy chỉ hướng dẫn tiếp. Rồi tạm thời chép tới vẽ cái hình. Rồi chép tới chỗ tan thôi. Rồi thầy cho mấy em 5 phút nha. 5 phút bắt đầu.
À kéo lên chút xíu hả con. Đây 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 đây. Rồi. Thì em nhớ nha, cái sáng tạo của ông nhà khoa học Fresnel đó là ông chuyển cái hàm cos về thành vector. Và em nhớ dùm thầy, cái vector này nè, khi ông biểu diễn ông chỉ quan tâm tới hai cái thôi, đó là biên độ a và phi 1 ha. Thì trong đó biên độ a nó sẽ quyết định cái chiều dài của vector, còn cái phi 1 này nè chính là cái góc hợp bởi trục ox và cái vector đó. Nhớ kỹ nha, ông không quan tâm tới omega, ông cũng không quan tâm tới hàm cos, kệ mẹ đó. Ông chỉ để ý tới biên độ a và pha ban đầu phi. Và mấy em nhớ kỹ cái chỗ này, một lát nữa thì sẽ là hướng dẫn mấy em làm bài tập. Sau này mấy em cũng thấy bài tập về cái này mình chỉ quan tâm tới a với phi thôi. Còn omega kệ nó, bấm máy là ra rồi. Alo em hả? Cái căn nhà bên kia ta chịu bán rồi đó. Mau qua xem. Không, không phải. Tức là bây giờ người ta kẹt, người ta bán thì mình mua. Đúng rồi. Hồi mới là người ta đòi 1 tỷ 9, bây giờ nó còn nó ép rồi còn 1 triệu 1 tỷ 8 à. Rồi. Anh hẹn người ta mai 3 giờ nha. Ok. Rồi. Thì mai vợ chồng mình đi. Ừ. 3 giờ. Rồi, ok. Muốn đi xe gì? Ok. Muốn đi xe kia thì lấy xe kia, muốn đi xe máy đi xe máy. Rồi, vậy nha. Ok. Rồi mấy đứa ơi, vẽ xong chưa mấy đứa? Dạ bảo cái gì? Mạnh Hoàng vẽ xong chưa Mạnh Hoàng? Dạ rồi thầy ơi. Xong rồi luôn phải không? Viết được công thức chưa? Trong đó A bình bằng vậy nè, xong chưa? Dạ rồi luôn thầy ơi. Rồi luôn phải không? Rồi, cảm ơn nha. Rồi mấy em ơi, mấy em viết công thức A bình á, thì mấy em thêm cái này cũng được. Suy ra A bằng một cái căn thiệt là dài A1 bình
cộng A2 bình cộng 2 lần A1 A2 nhân cos delta phi. Đó. Ok ha. Rồi chúng ta bắt đầu nói phân tích thêm cái phần phía dưới. Thì ở nãy thầy vừa nói cái độ lệch pha này nè, chính là độ lệch pha giữa hai dao động thành phần là x1 x2, tức là mình sẽ lấy phi 2 mình trừ phi 1. Thì cái độ lệch pha này nó sẽ xuất hiện 3 trường hợp đặc biệt dưới này. Và mấy em ghi bổ sung cho thầy nha, cái đề cương này nó soạn hơi thiếu quá. Đầu tiên, nếu delta phi bằng 2k pi thì gọi là cùng pha. Và mấy em thuộc cho thầy cái này. Rồi cái này gọi là ngược pha. Ngược pha thì thuộc cho thầy cái này. Và dưới này gọi là vuông pha. Ok, thì thầy nói thêm về cái này chút xíu. Nếu nó cùng pha tức là sao? Cùng pha tức là nó hợp với nhau một góc không độ. Ha, là cái hình nó sẽ như thế này. Giả sử A1 đi hướng này, cái A2 nó cũng đi hướng này. Thì hồi đó mấy em học rồi, hai vector mà nó cùng phương cùng chiều á, thì vector tổng hợp mấy em tính làm sao vậy? Nói thầy nghe coi. Tăng Văn Kiệt. Dạ, ủa quên, Kiệt này nó không có mic nữa. Sao tụi bay khôn quá, tụi bay chơi không có mic thì làm sao ai chơi lại. Rồi xin mời Lê Hoàng Khánh Ngân đi. Dạ rồi. Rồi, hai cái vector mà cùng phương cùng chiều như vậy thì vector tổng hợp tính sao con? Dạ, cộng lại. Cộng lại, chính xác. Do đó, vậy hỏi con, khi hai vector mà cùng phương cùng chiều như thế này nè, thì độ lệch pha giữa chúng hợp với nhau một góc bao nhiêu vậy con? Cùng như vậy thì hợp nhau một góc bao nhiêu độ? 90. Ôi ôi, vậy mà 90 độ bà. Nhìn cho kỹ. Nó đèn không lên độ. À, không độ, chính xác. Hợp lý chưa? Rồi thầy giả sử nha, bây giờ A2 nó quay một vòng, nó trở về lại vị trí cũ, là nó quay được góc nhiêu con? Dạ. Nó quay một vòng trở về vị trí cũ lại bao nhiêu độ? 360. Thì nếu độ lệch pha giữa chúng là 360 độ thì nó cũng sẽ trùng như thế này, hoặc là 720. Thì mấy em biết rồi, 360 độ chính là 2 pi, 720 chính là 4 pi. Vậy mấy em thấy là 02468 pi chính là cùng pha, và 02468 thì mình tổng quát nên nó chính là số chẵn lần pi. Thành ra delta phi sẽ là 2k pi. Và thầy bắt buộc mấy em phải thuộc cái này cho thầy. Bắt buộc phải thuộc nha, thuộc hết cho thầy từ dòng này trở xuống. Nói chung bữa nay viết gì là thuộc hết, bắt buộc phải thuộc. Tôi trả bài không thuộc tôi cho chép phạt, hỗ trợ học tập 50 lần. Rồi tiếp tục, ngược pha thì mình vẽ làm sao? Trường hợp ngược pha thì nó sẽ như thế này. A1 đi hướng này thì đố mấy đứa A2 đi hướng nào. Rồi xin mời Nhâm Cẩm Phát. Phát ơi. Dạ thầy. Rồi đố con thông minh, A2 đi hướng nào nè? A2 đi hướng ngược lại. Xuất sắc. Vậy lúc này thầy đố con, hai tụi nó hợp với nhau một góc bao nhiêu độ vậy con? 180. Quá giỏi. Vậy thầy hỏi con thông minh tiếp, 180 là tương đương bao nhiêu pi? À, hình như là 2 pi thầy. 2 pi là 360 rồi con. 1 pi. Chính xác, 1 pi, xuất sắc. Rồi vậy thầy đố con thông minh nha. Bây giờ cái A2 này nè, giả sử nó quay được một vòng, nó quay trở lại chỗ cũ, là nó quay được góc nhiêu độ con? 360. 360 là mấy pi con? 2 pi. Vậy lúc đầu nó lệch 1 pi, sau đó nó quay thêm 2 pi nữa là nó lệch mấy pi? 3 pi. Chính xác. Vậy là cái ngược pha tiếp theo sẽ là 3 pi. Và tiếp theo nữa thông minh sẽ là 5 gì? 5 pi. Vậy đố con, số gì lần pi nè? 1357 là số gì lần pi? Số 135 là số gì? Số chẵn. Số chẵn. Hay là số lẻ. Số lẻ nha. Ok man. Lẻ. Ừ, vậy binh toán á, người ta biểu diễn số lẻ sẽ là 2k cộng 1. Có rất nhiều bộ não suy nghĩ mắc cười lắm tụi bay. Số lẻ cái đó mặc định là k cộng 1. Bà mẹ nó sẽ bét. K cộng 1 mà làm sao số lẻ được? Ví dụ
1 cộng 1. Lỡ k bằng 1 đi, 1 cộng 1 ra 2, số chẵn bà đó rồi. Hoặc là 7 cộng 1 ra 8 cũng là số chẵn. Thành ra người ta phải ép nó là phải là 2k để làm chi? 2k là số lẻ, số chẵn. Cộng thêm 1 chắc chắn ra số lẻ. Vậy nhớ cho thầy nha, từ đây về sau nhớ số lẻ mình sẽ biểu diễn là 2k cộng 1. Và ở đây là số lẻ lần bi, do đó là 2k cộng 1 bi. Rồi trường hợp cuối cùng, vuông pha. Thì mấy đứa thấy nè, nó ngược pha nhau nên A tổng hợp sẽ là trừ ha. Nó y chang hồi lớp 11 vậy đó. Còn cùng pha sẽ là cộng. Cái dưới này mấy em bỏ đi, mấy em khỏi học cũng được. Bỏ dưới này đi khỏi học cũng được ha, khỏi học cũng được. Nhưng mà mình nên viết, lâu lâu coi sơ để mình làm kiến thức ha. Nhưng mà khỏi học cũng được, thầy không trả phần đó đâu. Rồi dưới này, vuông pha. Vuông pha thì nó sẽ ra cái hình như thế này. A1 đi hướng này thì A2 đi hướng nào để ra được vuông pha? Xin mời Thùy Trang. Alo. Dạ. Rồi chào con. Bây giờ A2 đi hướng nào thì nó ra vuông pha là con gái? Hướng lên hay hướng xuống? Hay là hướng chéo hướng ngang? A2 sao nó ra vuông pha con gái? Đi lên. Đi lên và vuông góc đúng không? Dạ. Rồi vậy thầy hỏi con thông minh nè. Vuông góc thì cũng muốn tìm A tổng hợp cũng dùng quy tắc hình gì? Dạ hình chữ nhật. Hình bình hạnh. Hình. Đúng không? Dạ A tổng hợp nó xéo lên như thế này đúng không con? Dạ. Vậy con đố con nhớ A tổng hợp này tính sao con nhớ không? Dùng căn ngắn hay căn dài? Căn dài. Căn dài là giống trên này nè con. Vậy dùng căn ngắn hay căn dài? Câu trả lời là căn ngắn nha con gái. Và đây nè. Và lý giải luôn tại sao ra được cái này thì mấy đứa nhìn nè, mình coi như này là tam giác vuông. Thì cạnh này là A1, cạnh này là A2. Chỉ muốn tìm cạnh này là cạnh huyền. Thì cạnh huyền làm sao? A bằng căn A1 bình cộng A2 bình. Xong. Được chưa con gái? Rồi, và mấy đứa thuộc cho thầy luôn, độ lệch pha mà là vuông á thì phải là pi chia 2, và đúng của nó sẽ là số lẻ lần pi chia 2 là 2k cộng 1 pi chia 2. Nhớ cho thầy nha, 2k cộng 1 pi chia 2. Rồi, các em lập tức note cho thầy toàn bộ cái này vô. Từ cái mục số 2 trở xuống thì mình bỏ, mình không cần note. Note cho thầy từ cái chỗ cùng pha trở xuống. Bỏ từ số 2 nha, bỏ chỗ này đi. Rồi mấy em viết vô tập bài học liền giùm thầy ha. 5 phút bắt đầu.
Rồi, alo, mấy đứa viết xong chưa? Rồi, Quy Vũ, Nguyễn Hoàng, Quy Vũ. Từ sẽ. Viết xong chưa con trai? Dạ. Con viết xong chưa? Để nói con. Chứ nói ai? Con viết xong chưa? Dạ, dạ anh chụp anh rồi. Rồi, viết đi ha, tranh thủ viết giùm thầy. Rồi, vậy nhớ giùm thầy nè ha, vừa viết vừa nhẩm với thầy nè. Nếu cùng pha thì là 2k bi, delta phi bằng 2k bi, số chẵn lần bi, cùng pha số chẵn lần bi. Cùng thì nhớ cộng, A sẽ bằng A1 cộng A2. Còn ngược pha là số lẻ lần bi. Số lẻ là sao? 2k cộng 1 bi. Và ngược pha thì tính biên độ tổng hợp là trừ. A sẽ bằng tuyệt đối A1 trừ A2. Nhớ cùng cộng. Ngược gọi là trái đó mấy đứa, trái trừ. Cùng cộng trái trừ. Nhớ cái chân lý đó nha. Cùng cộng trái trừ. Còn vuông pha, vuông pha là bi chia 2, gọi là số lẻ lần bi chia 2. Thấy không? Toàn bộ là số lẻ hết, nhận xét ha. Chỉ có cùng pha là số chẵn thôi. Số lẻ lần bi chia 2 là ra vuông pha. Vậy biên độ tổng hợp tính sao? Căn ngắn. A sẽ bằng căn A1 bình cộng A2 bình. Xong. Rồi vậy thầy gọi cái căn dài trên này nè. Cái công thức căn dài trên này nè là công thức tổng quát dùng chung cho mọi trường hợp. Nếu các em quên cùng pha ngược pha thì em xài cái này nó vẫn ra một đáp án ha. Rồi, tiếp theo đó em note cho thầy thêm cái này nữa. Từ đó ta luôn có, đây được gọi là chặn giá trị của A. Và cái A mà bằng cộng này nè, thầy còn gọi là biên độ cực đại A max. Và cái A trừ này nè, thầy gọi là biên độ tổng hợp cực tiểu A min. Mấy đứa ghi thêm giùm thầy. Và cái giá trị của biên độ A tổng hợp sẽ luôn luôn lớn hơn cái hiệu và bé hơn cái tổng, là lớn hơn tuyệt đối A1 trừ A2 và bé hơn A1 cộng A2. Rồi mấy đứa note vô giùm thầy nha. Note vô. Rồi ok ha. Vậy hôm nay nhớ giúp giùm thầy nè. Bây giờ thầy tắt cái top share nha. Thầy tắt cái top share. Hôm nay thầy sẽ gửi đường link Facebook lộc. Mấy em thầy sẽ gửi đường link clip này lên YouTube ha. Mấy em có thể xem lại. Thầy top share nha. Rồi bây giờ bình tĩnh tĩnh tâm. Nhớ lại cho thầy nè. Cùng pha thì độ lệch pha delta phi sẽ bằng cái gì? Xin mời. Hôm nay là 11 tháng 10. Xin mời số 21. 21 Chí Phong. Hai. Rồi, cùng okay. Pha. Cùng pha thì delta phi bằng gì con?
Hay cũng phải delta phi bằng 2k nhân cho bi hay. Bi tức là số chẵn hay số lẻ lần bi? Là số chẵn. À, đóng tập lại nha, đừng nhìn tập nha, trung thực nha. Rồi vậy biên độ tổng hợp tính sao con trai? A cùng thì nhớ gì? Cùng thì nhớ gì? Cờ cờ cùng thì gì? Cùng thì cộng mày. Đúng rồi, vậy biên độ tổng hợp tính sao nè? Thì ấy biên độ 1 cộng biên độ 2. Đúng rồi, A1 cộng A2. Đừng có dùng từ biên độ nghe nó chip lắm con. A1 cộng A2. Nó sang liền ha. Ok, rất tốt. Tiếp theo, ngược pha thì sao nè? Xin mời thứ 3, thứ 2 ngày 11, số 13. 13, quên, anh Văn Kiệt nè, anh không có mic. Rồi 13 cộng thêm 10, mở số 23. 23. Hu, 23 hu. Dạ thầy. Rồi Trương Huệ Phương, ok. Rồi Huệ Phương cho thầy biết ngược pha thì độ lệch pha delta phi sẽ bằng cái gì? Dạ thưa thầy, bi á thầy. Độ lệch pha của ngược pha là bi hả? Alo. Tổng quát lên, tổng quát lên. Rồi chắc mạng nhà bạn yếu. À, độ lệch pha delta phi bằng rồi thôi, wifi bạn yếu quá nên thầy tha cho bạn nha, có gì coi lại. Alo thầy ơi. Thầy nghe ổn chưa? Dạ. Rồi ngược pha thì độ lệch pha bằng nhiêu? Alo thầy ơi. Chết mẹ rồi, lắc rồi. Thôi qua, thì mời Ngô Tấn Vinh đi. Tấn Vinh. Dạ thầy. Ừ, rồi ngược pha thì độ lệch pha bằng nhiêu con? Độ lệch pha bằng 2k cộng 1 bi. Rồi 2k cộng 1 bi, vậy cái biên độ tổng hợp sẽ tính như thế nào? Dạ, biên độ tổng hợp là chỉ tuyệt đối A1 trừ A2. À, có đang lật tập không vậy ông? Sao đọc trôi chảy quá vậy? Dạ không, nhớ. À, ráng thuộc nha. Rồi trường hợp cuối cùng, vuông pha. Vuông pha thì sao nào? Xin mời bây giờ là 14:43. Vậy là mời số 43 đi. 43 là ai? Đỗ Quang Vinh. Quang Vinh Đỗ. Alo, Vinh ơi. Dạ. Yeah. Con cho thầy hỏi vuông pha thì độ lệch pha delta phi bằng gì con? Sao thầy? Độ lệch pha delta phi của trường hợp vuông pha delta phi bằng gì? Độ lệch pha thầy. Rồi thằng này trên trời rớt xuống này trời. Vuông pha delta phi bằng gì con? Alo. Alo thầy. Alo, alo. Nghe rồi trả lời đi con trai. Trả lời đi nào. Dạ 2k cộng 1 bi chia 2. Đúng rồi, tức là số chẵn hay số lẻ lần bi chia 2. Dạ số chẵn. Số chẵn là thấy mẹ rồi. 2k. Số lẻ. Số lẻ. Trời ơi. Có chừng ra đồ, có bao giờ ra đường ôm lộn bồn tao vậy không? Rồi, tiếp tục. Biên độ tổng hợp tính sao ông? Ông Vinh. Alo Vinh ơi. Biên độ tổng hợp hả thầy? Yeah, A bằng vuông góc thì nhớ căn gì? A bằng căn A1 bình cộng A2 bình. Chính xác. Rồi một cái ý cuối cùng thì cần mấy em nhớ, đó chính là cái chặn giá trị. Biên độ tổng hợp luôn lớn hơn cái hiệu và bé hơn cái tổng. Rồi vậy coi như thầy đã giải xong mấy đứa chương 1 nha. Bắt đầu từ ngày mai thầy sẽ, tuần sau thầy sẽ ôn tập cho mấy đứa. Rồi tiếp theo nữa là thầy sẽ up một cái bài tập trên SH Up Classroom. Thì hẹn mấy đứa là tối nay thầy sẽ up. Mấy đứa lên làm và thầy có clip hướng dẫn để giải trên kênh YouTube luôn.
em bấm vô và coi. Mình vừa học mình vừa ôn tập để củng cố kiến thức cho kỳ kiểm tra giữa kỳ sắp tới ha. Rồi ok, thôi chào tạm biệt mấy em, bây giờ cũng đã lố giờ theo quy định của sở giáo dục rồi. Thôi tạm biệt mấy em nha, chúc mấy em có những ngày đầu tuần học tập vui vẻ. Rồi xin chào tạm biệt mấy đứa.